Chào các bạn, hôm nay cân điện tử Lê Huy lại hướng dẫn các bạn thêm một video để hướng dẫn hiệu chuẩn lại cân điện tử KDTB mức tối đa là 600g phiên bản LCD. Đầu tiên, chúng ta phải khởi động cân, sau đó chờ cân về đến điểm 0. Sau khi cân về điểm 0 thì chúng ta thao tác như sau, giữ chặt phím thay đổi đơn vị khi nào cân thể hiện can thì các bạn bỏ tay ra. Đến đây các bạn có thể ấn vào phím 0 để xác nhận. À, hiện tại thì cân đang thể hiện là đòi tải 500 gram. Nếu các bạn không có tải 500 g thì các bạn có thể di chuyển sang bên phải bằng phím thay đổi đơn vị và tăng giảm bằng phím đếm. Đấy. Khi nào về đến cái đơn vị mình mong muốn. Ví dụ hiện tại tôi có 500 gram thì tôi sẽ để 500. Khi đặt quả thử lên các bạn phải để cho cân tĩnh và thể hiện cái hình cái mắt ấy, nó thể hiện ra đấy là cái đèn giống như đèn stable và cho các bạn xác nhận bằng phím không như vậy quá trình hiệu chuẩn đã xong nó khá là đơn giản. Bây giờ thử lại độ chính xác 100% các bác nhá.